tháng tuổi mà nó đã sinh trưởng và phát triển như thế này. Xin chào mọi người, mình là Oanh, sáng lập kênh YouTube Siêu thị cây giống. Thì kênh Siêu thị cây giống là một cái kênh để chia sẻ những cái kinh nghiệm của Oanh và các cộng sự về các loại cây giống, cập nhật những loại cây giống mới có năng suất cao và giá trị kinh tế cao gửi đến mọi người. Thì một trong những số mà cây giống mà đang có giá trị kinh tế cao đó là cây ổi ruby. Theo dự đoán của thị trường thì ổi ruby sẽ là một trong những cái loại ổi sẽ hot nhất trên thị trường sắp tới. Thì rất là nhiều các bà con đang mong muốn trồng cây ổi này. Thì Oanh đã thực hiện rất là nhiều các cái video liên quan tới cây ổi ruby rồi, nhưng mà bà con vẫn còn chưa yên tâm để mà tiến hành trồng những cái cây ổi ruby cho khu vườn nhà mình. Thì bà con hỏi là không biết là khi cây ổi ruby đó trồng có hợp với cái thổ nhưỡng của đất nước Việt Nam mình hay không. Thì trong video này Oanh sẽ quay trực tiếp một cây ổi ruby đã trồng được khoảng 2 tháng tuổi để giải đáp thắc mắc cho quý bà con về cái việc là cây ổi ruby trồng có phù hợp với cái thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam mình hay không mọi người nha. Bây giờ mọi người hãy theo Oanh để chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy cây ổi ruby 2 tháng tuổi thì cái khả năng sinh trưởng và phát triển của nó như thế nào và có thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam hay không nha. Xin chào mọi người, Oanh đã tới trực tiếp cây ổi ruby mà 2 tháng tuổi đây mọi người ơi. Thì bây giờ Oanh sẽ tìm một cái loại chỗ sáng nó phù hợp hơn để quay cho mọi người xem nha. Đấy, ổi ruby nè. Đây là cây ổi ruby đã được 2 tháng tuổi thì mọi người có thể thấy cái phần chồi của nó không ạ? Cây thì đang phát triển rất là tốt và toàn bộ khu vườn này là giữ lại cỏ hết mọi người ha. Toàn bộ khu vườn ổi ruby này là giữ lại cỏ hết. Đây là cỏ trai nè. Đây là cỏ rau trai nè. Thì chủ vườn giữ lại cỏ hết để mà làm cho cái bề mặt mặt bầu á, cái bề mặt mặt bầu của chúng ta luôn luôn là tươi xốp, giữ được độ ẩm và khi mà có nước mưa thì không bị xói mòn. Và khu vườn này thì hoàn toàn sử dụng bằng phân vi sinh hữu cơ mọi người. Bà con có thể thấy không ạ? Thì hiện đây là cây ổi ruby nè. Cái lá của ổi ruby thì nó sẽ to như thế này ha mọi người ha. Và cây ổi ruby này thì đang phát triển rất là tốt. Được 2 tháng tuổi thôi nhưng mà em đã sinh sôi như thế này rồi. Đó mọi người thấy không ạ? Em đã sinh sôi như thế này rồi. Đó. Mọi người nhìn rõ không ạ? Đó, chúng ta thấy là chồi lá đồ nó đang lên quá trời và thậm chí là cây ổi ruby thì đặc biệt có trái rất là sớm. Nhưng mà mọi người nhớ là ở giai đoạn 2 tháng tuổi này thì cắt giùm em, cắt bỏ giùm Oanh cái phần trái đó đi nha. Chúng ta không có cho cây mang trái ở giai đoạn này. Nếu mà để sớm thì khoảng tháng thứ 8 thì chúng ta để bắt đầu 1-2 trái là ok ha mọi người ha. Đó, thì mọi người thấy không ạ? Đây là cây ổi ruby 2 tháng tuổi. Thì rõ ràng là cây ổi ruby 2 tháng tuổi mà nó đã sinh trưởng và phát triển như thế này thì có nghĩa là nó rất là phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam đúng không ạ? Đó, cây ổi ruby 2 tháng tuổi nè. Này ha. Nè đó, nó lá quá trời luôn. Mọi người thấy không? Bây giờ Oanh sẽ đi một cái cây ổi khác ở trong vườn nữa, một cái ổi ruby khác ở trong vườn nữa, cũng trồng một lượt với cây ổi này luôn, cũng trồng một lượt với cây ổi ruby này luôn để mọi người thấy là cây ổi ruby nó rất là phù hợp, rất là thích hợp với lại khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam mình nha. Rồi bây giờ mọi người tiếp tục theo Oanh nha. Đây là một cái cây ổi ruby kế bên cây ổi ruby lúc nãy này mọi người. Mọi người thấy không ạ? Nó phát triển rất là tốt. Chồi lá đồ sum suê, cây đang sinh trưởng khá là tốt và khả năng kháng bệnh nó khá là cao. Mặc dù có rất là nhiều cái con nhện nè, đó thấy mọi người thấy không? Nhện nè. Làm ổ này thì mọi người phải đi quan sát khu vườn của mình để bắt những cái con nó đi, còn không thì phải xịt thuốc. Nhưng mà cây mà xịt thuốc hóa học nhiều quá thì cũng không có tốt nha mọi người. Cái vườn này hoàn toàn sử dụng bằng phân vi sinh hữu cơ. Thì cái ổi ruby nó đang mới 2 tháng tuổi mà đã sinh trưởng phát triển tốt rồi nè. Rồi lá rồi sum xê rồi, lá rồi to xanh đẹp, Oanh rất là thích luôn. Khoảng tháng thứ 8 thì đã bắt đầu cho lứa trái đầu tiên rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta nhìn xung quanh. Nhà nó phát triển tốt vậy chưa? Thì như cái video này Oanh làm thì mọi người có thể thấy là cái ổi ruby thì rất là phù hợp với cái khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam chúng ta. Trả lời cho quý bà con rồi nha, ổi ruby nó có phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam mình hay không
Thì câu trả lời là yes, là có nha mọi người. Đây nè, nó mới 2 tháng mà nó phát triển như thế này là quá tốt rồi. Mà đang sử dụng phân vi sinh hữu cơ, đâu có xài kích thích đâu, thì là càng tốt nữa. Nhưng lưu ý là phải diệt sâu bọ đi nha, nhện quá trời nè, nó chưa tấn công được vì vì cái khả năng kháng bệnh của cây ổ ruby khá là cao. Rồi, cây ổ ruby là một trong những cây ổi có giá trị kinh tế rất là cao. Quanh khuyến khích mọi người nên trồng cái loại cây này nhiều. Và trong giai đoạn cho trái làm trái, để mà trái nó sai trái thì hãy gọi về tổng đài tư vấn miễn phí hiện trên màn hình, để các cái kỹ thuật, các anh em kỹ thuật của siêu thị cây giống có thể giúp các bà con xử lý ra trái hiệu quả nha bà con nha. Rồi, cảm ơn quý bà con. Thời gian cho trái nó khoảng tháng thứ 8 là hãy cho lứa trái đầu tiên. Để canh thời gian đó gọi là cho bên siêu thị cây giống nha quý bà con. Rồi, mọi thắc mắc về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật cho trái làm hoa, cách chọn cây giống của cây ổ ruby, hay quý bà con chưa có rõ thì gọi về cái số hotline hiện trên màn hình giúp dùng quanh nha. Thì sẽ luôn luôn có anh em kỹ thuật hỗ trợ cho quý bà con về những cái thắc mắc của quý bà con về cây ổ ruby này, hoặc là những cây khác cũng được nha quý bà con ha. Nếu mà yêu thích quanh và xin siêu thị cây giống thì để lại một cái để lại đăng ký và đã thả một cái nút like để dùng quanh ha. Và nếu có bất cứ câu hỏi nào thì gọi điện thoại về hotline luôn dùng quanh nha. Nếu mà comment ở dưới đây mà quanh có đọc sót thì thông cảm giúp dùng quanh nhà siêu thị cây giống nha. Rồi, cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh dùng quanh luôn. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo về cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của cái ổ ruby ha. Quanh sẽ tiếp tục cập nhật cái khu vườn này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.